Bài thơ hôm nay được đọc có tựa đề là Mùa xuân hoa đào, được viết bởi Phạm Quang Trung. Và bài thơ được trích từ tạp chí Cỏ Thơm số 91 năm 2021. Mùa xuân hoa đào. Ngỡ sương mưa mái hiên nhà, ngỡ ai còn đứng đồi trà líu lo. Vuông cửa hẹp, lòng hững hờ, dường như có tiếng dây tơ xuân vèo. Ngỡ đào hoa nắng trong veo, ngỡ ai gánh mọc trên đèo hôm qua. Vuông cửa rộng, lòng thiết tha, dường như gió hát bài ca lỗi thời. Ngỡ trầm hương áo mơ thôi, ngỡ ai bóng hạt lưng đồi nắng trôi. Cánh hoa còn hôn đôi môi, đừng lay sẽ vỡ phiến rơi ngang trời. Ngỡ tiếng cười vui thế thôi, ngỡ mưa quanh chỗ đầy vơi mịt mùng. Lòng vu vơ đã muôn trùng, dường nghe chiếc lá cuối cùng trầm tư. Ngỡ mùa xuân có thế ư, ngỡ ai hái lộc về từ cuối non. Lòng mở ra mối tình con, cho trăm hoa nở tô son núi rừng. Ngỡ hài khua nhịp reo mừng, ngỡ ai soi bóng mấy tuần suối mây. Lòng khép xưa hồn đã đầy, sầu giăng giăng mắt phố gầy gầy xương. Phạm Quang Trung.